Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện xử lý trên 15.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt với số tiền gần 18 tỷ đồng, tạm giữ gần 3.500 phương tiện. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện trên 14.800 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 14 tỷ đồng, tước 1.168 giấy phép lái xe các loại. Các vi phạm bị xử phạt chủ yếu là người điều khiển phương tiện vi phạm không đội mũ bảo hiểm, xe ô tô chở quá tải trọng, vi phạm về tốc độ và vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng thanh tra, Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành kiểm tra phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 262 trường hợp, xử phạt số tiền trên 3 tỷ đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 109 trường hợp, trong đó vi phạm về vận tải hàng hóa 103 trường hợp, vi phạm vận tải khách 64 trường hợp và 20 trường hợp vi phạm vận tải thủy nội địa. Gờ giảm tốc là một biện pháp kỹ thuật quan trọng để điều hòa giao thông. Thế nhưng tại một số nơi, việc xây dựng lắp đặt gờ giảm tốc có những bất cập gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông. Qua ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, bên cạnh việc phát huy tác dụng rõ rệt trong việc ngăn ngừa tai nạn, thì việc lắp đặt gờ giảm tốc vẫn còn không ít bất cập. Nhiều nơi, gờ giảm tốc được lắp đặt một cách chủ quan, mỗi nơi một kiểu và bố trí ở nhiều vị trí không hợp lý. Nơi thì quá mỏng, không có khả năng hạn chế tốc độ, nơi lại quá dày, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, thậm chí còn là nguyên nhân nảy sinh tai nạn. Đặc biệt là vào ban đêm, tại một số nơi do gờ giảm tốc làm bằng bê tông nhựa màu đen, không được sơn phản quang, không có điện chiếu sáng nên rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn. Trước thực tế trên, đề nghị ngành giao thông cần nghiên cứu để lắp đặt gờ giảm tốc cho phù hợp với các tuyến đường, tránh tình trạng lắp đặt tùy tiện, tràn lan, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Người tham gia giao thông không đi đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng tránh vượt sai quy định là một trong những lỗi được xác định liên quan trực tiếp tới nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua. Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông, làm chết 66 người, làm bị thương 48 người. Điều đáng nói, trong tổng số 81 vụ tai nạn giao thông, có tới 42 vụ tai nạn giao thông xảy ra do các lỗi đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định và chuyển hướng sai quy định gây ra. Người dân là chưa hiểu được cái hình thức là mình đi thế nào là đúng phần làn đường. Với thứ hai là cái hệ thống biển báo ở trên cái hai cái tuyến đường này thì chưa có phân làn đường cụ thể đối với các loại xe. Đấy, cụ thể thì chưa có. Thì dẫn đến là các phương tiện có thể đi vào đường làn xe ô tô, xe thô sơ có thể đi vào ô tô và xe ô tô có thể đi vào làn xe thô sơ. Dẫn đến là tai nạn giao thông là rất là thảm khốc và rất khó khăn cho cơ quan chức năng của chúng tôi xử lý. Và đặc biệt là công tác chuyển hướng có thể bất chợt. Mình đến một cái chỗ nào đó là mình xi nhan vào luôn, nhưng mình lại không xi nhan, mình bất chợt là mình xi nhan một hướng, mình lại rẽ một hướng. Luật giao thông đường bộ quy định người tham gia giao thông phải đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. Thế nhưng trên nhiều tuyến đường, tình trạng đi sai phần đường, làn đường vẫn diễn ra phổ biến. Điều đáng nói, trên các tuyến đường đều có các biển chỉ dẫn và vạch kẻ trắng trên đường để phân làn cho xe chạy. Nhưng vẫn còn nhiều người chưa đi đúng làn đường dành cho phương tiện mà mình đang điều khiển. Không chỉ phương tiện xe mô tô và thô sơ vi phạm mà nhiều trường hợp người điều khiển xe ô tô cũng vi phạm. Nguyên nhân người tham gia giao thông vi phạm những lỗi chuyển hướng không tiện không rẽ và đi sai làn đường phần đường đó là do ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân chưa nâng cao. Đấy, trong thời gian tới thì tôi kiến nghị là các bên sát hạch cấp phép giấy phép lái xe hướng dẫn luật giao thông đến người dân trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để đảm bảo an toàn giao thông, mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành quy tắc sử dụng làn đường, không nên vì một thói quen, một việc gấp gáp mà có thể chuốc lấy những tai họa khôn lường. Đặc biệt trong quá trình chuyển hướng và tránh vượt, phải chú ý quan sát và chấp hành đúng quy định để tránh tai nạn giao thông xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát cần xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm lỗi trên, bởi đây là một trong những lỗi được xác định liên quan trực tiếp tới nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.